Thiên Chúa nói với Gia-cốp trong một giấc mộng. Khi Gia-cốp biết Ê-sau đang âm mưu giết mình để trả thù việc bị gạt cướp mất phúc lành của cha, mẹ cậu khuyên cậu đi trốn tại nhà em trai La-ban của bà. Y-sa-ác đã chúc phúc cho Gia-cốp trước lúc cậu đi và bảo cậu đừng cưới vợ người Canaan, nhưng tìm vợ giữa đám con gái ông La-ban. Thế là Gia-cốp lên đường đi đến Haran, nơi gia đình La-ban đang sống. Dọc đường, cậu dừng lại nghỉ đêm vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá lớn gối đầu rồi ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, cậu thấy một cái thang bắt từ đất lên trời. Có các thiên thần Chúa lên xuống trên thang. Chúa đứng ở bên trên. Chúa nói: "Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của Abraham và Isaac. Ta sẽ cho con và dòng dõi con vùng đất con đang nằm. Dòng dõi con sẽ đông như bụi đất và sẽ lan rộng khắp nơi. Mọi người trên trái đất sẽ được chúc phúc nhờ con và dòng dõi con. Ta ở với con và canh giữ con bất cứ con đi đâu, và sẽ đưa con trở về vùng đất này. Ta sẽ không rời bỏ con cho tới khi ta đã thực hiện điều ta hứa." Tỉnh dậy, Gia-cốp nghĩ: "Chúa đang ở đây mà mình không biết." Cậu sợ hãi và nói: "Đây thật là nơi đáng sợ, chính là nhà của Thiên Chúa, đây là cổng trời." Sáng hôm sau, Gia-cốp lấy hòn đá cậu đã gối đầu và dựng lên thành một cái trụ, rồi đổ dầu lên trên mặt hòn đá. Cậu gọi nơi ấy là Bethel, nghĩa là nhà Thiên Chúa. Gia-cốp khấn với Chúa rằng: "Nếu Chúa ở với con, bảo vệ con và cho con bánh ăn áo mặc để con có thể bình an trở về nhà cha con, thì Chúa sẽ là Thiên Chúa của con." Gia-cốp tuyên bố: "Hòn đá con đã dựng thành cái trụ này sẽ là nhà Thiên Chúa, và từ mọi sự Chúa đã ban cho, con sẽ dâng một phần mười cho Chúa." Rồi Gia-cốp tiếp tục lên đường tới Haran và ở đó với cậu của mình là La-ban.